Xin chào cô bác anh chị. Thì hôm nay Hải sẽ tiếp tục chia sẻ cho cô bác anh chị mình vài cái bài thuốc mà rất là cái dược liệu nó rất là quý luôn. Và cái bài thuốc này nếu như cô bác anh chị mình hợp với bài thuốc thì rất là tuyệt vời cuộc sống này. Bởi vì cái bệnh mà mình chia sẻ cho cô bác anh chị mình thì cô bác anh chị mình cũng đã đọc ở trên cái hình thumbnail rồi, hình của video rồi. Thì cái bệnh này nếu như cô bác anh chị mình hợp với bài thuốc này thì không còn gì để nói nữa, rất là mừng, rất là vui, có thể là vui nhất trong cuộc sống của mình. Và nếu như muốn để có biết hợp hay là không thì cô bác anh chị, nếu như chúng ta có lòng tin thì chúng ta phải sử dụng, rồi chúng ta mới biết rằng cơ thể chúng ta nó có hợp với bài thuốc này hay không, có nghĩa là cơ địa chúng ta nó có hợp với bài thuốc này hay không. Nếu chúng ta không sử dụng thì chúng ta sẽ không bao giờ biết rằng nó có hợp hay là không. Thuốc nam là như vậy hả các bác, cô bác anh chị mình. Khi sử dụng bài thuốc này thì cái nguyên liệu theo mình nghĩ thì nó cũng không có mắc tiền nếu chúng ta không có, và nếu nhà chúng ta có thì chúng ta sử dụng không hết đâu. Bởi vì cái này mà nó có rồi, nó có rất là nhiều. Những cái bệnh về yếu sinh lý, những cái bệnh như tiểu đường và những cái bệnh như là hiếm muộn. Thì hiếm muộn này thì cô bác anh chị mình cũng biết rồi đó. Nếu chúng ta hợp bài thuốc thì rất là tuyệt vời. Và đây là cái dược liệu hôm nay mình muốn chia sẻ cho cô bác anh chị mình trong cái video này, mong rằng có thể giúp được một phần nào đó trong cuộc sống của cô bác anh chị mình. Đây, đó cô bác anh chị. Cô bác anh chị thấy cái dây ở trên cái cây bơ này không? Cái này là cây bơ và cái dây kìa. Hôm trước mình rất là lâu rồi mình chia sẻ bài thuốc cho cô bác anh chị mình, rồi mình quăng cái dây lên đó. Bây giờ nó sống rồi cô bác anh chị. Mình sẽ lại gần để cho cô bác anh chị mình nhận ra đó là cái dây gì ha. Đó, cô bác anh chị thấy không? Đó là cái dây tơ hồng. Đây, bò quá trời nè, nó đã sống rồi. Thì hôm nay mình chia sẻ lại cái bài thuốc này cho các bác anh chị mình, tại vì cái bài thuốc này rất là nhiều người cần đến nó. Dây tơ hồng vàng hả các bác anh chị mình? Hôm trước mình chia sẻ cho các bác anh chị mình tơ hồng xanh á, thì có rất là nhiều cô bác anh chị hỏi mình cái dây tơ hồng vàng. Thì đây là dây tơ hồng vàng đây. Mình sẽ móc nó xuống một ít, tại vì nó cũng có ít thôi, nó không có nhiều. Và mình sẽ chia sẻ bài thuốc cho các bác anh chị mình. Số lượng ít thôi, ít nhưng mình lấy ít thôi. Đây, dây tơ hồng vàng, mình móc thêm một ít nữa đi. Như đây ít mà. Mình đứng ngang hết. Dây tơ hồng vàng hả các anh chị mình? Nó to hơn và nó khác màu với lại cái dây tơ hồng xanh. Đây cái đọt của nó nè. Đây, mình sẽ gom một hết chỗ này và mình chia sẻ bài thuốc của anh chị mình ha. Rồi, mình sẽ móc, đã móc được bao nhiêu đây, dây tơ hồng vàng. Rồi mình đi vào những bài thuốc rất là tuyệt vời và quý hiếm từ cái dây tơ hồng vàng này mà nó có thể trị được ha của anh chị mình ha. Thì mình đã chia sẻ cho các anh chị mình rồi đó, đây là cái dây tơ hồng vàng. Dây tơ hồng vàng này, nói khó tìm thì cũng không đúng, và nói mà nó dễ tìm cũng không đúng. Ví dụ như chỗ nào mà chúng ta có thì có rất là nhiều, nhưng chỗ nào chúng ta không có thì chúng ta sẽ không có. Bởi vì cô bác anh chị mình nghe là cái dây tơ hồng không trồng mà mọc không? Chúng ta không trồng nhưng mà nó mọc, nhưng chỗ nào mà nó không mọc thì nó sẽ không có. Bởi vậy thì nếu căn bệnh của chúng ta cảm thấy nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống của chúng ta thì chúng ta nên đi tìm, cũng không có uổng công. Nếu hợp bài thuốc thì sẽ không uổng phí cho cô bác anh chị mình vài phút để tham khảo bài thuốc ha. Dây tơ hồng này, tơ hồng vàng này thì nó khác với dây tơ hồng xanh ở chỗ nào? Dây tơ hồng vàng này cái cọng á, cái cọng của nó lớn hơn, cái cọng của nó lớn hơn dây tơ hồng xanh và nó suông hơn, và cái mắt của nó, mỗi mắt của nó rất là dài. Ở đây cô bác anh chị mình nhìn nè, ở đây là cái một cái đầu mắt và kéo dài đến đây thì nó mới được một mắt, có nghĩa là nó gần một gang tay. Còn dây tơ hồng xanh thì mắt nó rất nhiều và nó không suông, và cái dây nó nhỏ hơn và nó màu xanh, xanh nhạt. Còn cái dây tơ hồng vàng này thì nó sẽ màu vàng như thế này. Đây, như vậy, nhưng mà mình chỉ nói kỹ vậy thôi, chứ thực chất ra của bác anh chị mình vẫn biết là cái dây tơ hồng vàng mà.
Rồi, thứ nhất là các bác anh chị sẽ đi vào bài thuốc. Mình sẽ chia sẻ cho các bác anh chị mình một cái bài thuốc tự nhiên hồng vàng này mà nó có thể trị được cái bệnh tiểu đường. Thì để có bài thuốc trị bệnh tiểu đường thì dây tơ hồng vàng này yêu cầu là các bác phải có lòng tin và phải sử dụng đúng cách, đúng liều lượng, cách bào chế, cách sử dụng thì nó mới có kết quả ha. Các bác anh chị chuẩn bị cho mình cái dây tơ hồng vàng như thế này. 1 kg dây hồng vàng tươi, 1 kg dây hồng vàng tươi, và cô bác anh chị ngâm qua nước muối loãng, rửa sạch qua nước sạch để ráo cho Hải. Sau khi để ráo rồi, cô bác anh chị chuẩn bị cho Hải thêm 1 lít mật ong rừng thiên nhiên. 1 lít mật ong rừng thiên nhiên. Nếu không có mật ong rừng thiên nhiên thì cô bác anh chị sử dụng cho mình mật ong nuôi vẫn được, nhưng mà tác dụng nó không cao bằng. Bởi vì mật ong rừng thiên nhiên giờ rất khó tìm. Rồi, miễn là có 1 lít mật ong thôi. Cô bác anh chị, cái dây tơ hồng vàng này sau khi chúng ta đã rửa để ráo rồi, chúng ta cắt khúc ra và chúng ta bỏ vào 1 lít mật ong đó, và chúng ta đậy nắp lại, bỏ vào một cái keo sành hoặc keo miễn, đậy nắp lại. Cô bác anh chị ngâm cho Hải là 10 ngày sau thì cô bác anh chị vớt cái dây tơ hồng vàng này ra và để cho nó ráo mật ong bớt đi, và chúng ta đem phơi thật khô, phơi cho thật khô, bởi vì nó có mật ong trong đó thì cái khô của nó rất là khó khô, cho nên cần phải nắng thật gắt, thật lớn thì nó mới khô. Sau khi khô, cô bác anh chị giã nhuyễn hoặc xay nhuyễn cái dây tơ hồng vàng này ra cho Hải. Đó, và chúng ta đã thu được cái bột. Bột của nó không có tơi khô như cái những cái loại bột đậu, bột này nọ đâu. Tại vì tôi có mật ong nó sẽ dẻo dẻo. Sau khi đó, cô bác anh chị nếu cái độ dẻo của nó chưa, cái độ dẻo của nó chưa đủ, thì cô bác anh chị còn cái mật ong mà khi mình vớt ra đó, nó còn cái mật ong còn lại đó, cô bác anh chị bỏ vào một ít, đến khi nào mà nó đủ dẻo để chúng ta có thể giò thành một viên nang. Cái kích thước của cái viên thuốc mà chúng ta giò ra nó bằng cái hộp đậu đen, hộp đậu đen ha. Đó, nhất thiết là phải bằng cái hộp đậu đen đó. Thì chúng ta giò hết và chúng ta bỏ vào một cái hũ keo nào đó và chúng ta bảo quản. Nhớ là cái bột khi mà chúng ta giò thì cô bác anh chị đừng có làm nó nhão quá, bởi vì nhão quá chúng ta sẽ không giò được vừa thôi. Rồi, thì cô bác anh chị đã có cái viên thuốc, viên nang từ cái dây tơ hồng vàng này và cái mật ong. Rồi, mỗi lần dùng của bác anh chị sử dụng cho mình 50 viên như vậy. Nhớ là cái kích thước của viên thuốc là bằng cái hộp đậu đen, và mỗi lần dùng 50 viên. Một ngày của bác anh chị có thể dùng cho mình 1 đến 2 lần như vậy. Thì của bác anh chị sử dụng như vậy, nếu hợp bài thuốc thì trong vòng 10 ngày đến 20 ngày thì nó sẽ có kết quả rất là tuyệt vời đối với căn bệnh tiểu đường của các bác anh chị mình. Đặc biệt căn bệnh này trị bằng cách này. Rất là nhiều các bác anh chị hỏi là bệnh tiểu đường làm sao lại sử dụng mật ong. Mật ong nó không cung cấp cái loại đường, cái dạng đường giống như cái đường mình ăn đâu ha. Đó, cho nên là nó có thể sử dụng được. Và bài thuốc này cũng đã có rất là nhiều lương y đã lương y về đông y đã có những cái đánh giá rất là tích cực về bài thuốc này. Rồi, đó là xong cái bài thuốc trị tiểu đường cho cô bác anh chị mình rồi. Và bài thuốc thứ hai là bài thuốc quan trọng nhất trong cái video hôm nay. Đó là bài thuốc trị yếu sinh lý suy tinh, hoạt tinh, mộng tinh và yếu sinh lý quan trọng nhất là hiếm muộn. Để có bài thuốc này, cô bác anh chị sử dụng cho Hải là cái dây tơ hồng vàng này, tươi. Nhớ là dùng tươi và không dùng khô. Tươi, cô bác anh chị sử dụng 30g. 30g dây hồng vàng tươi. Vàng nhưng tươi, không khô. Không có sử dụng khô ha. Cô bác anh chị ngâm qua nước muối loãng, rửa qua nước sạch để ráo cho Hải. Và cô bác anh chị bỏ vào một cái nồi. Đổ vô cho Hải là 3 chén nước. Và nấu sắc lại còn 1 chén nước. Ha. Và cô bác anh chị uống một lần. Trong một ngày của bác anh chị có sử dụng được 1, 2 hoặc 3 lần ha. Nếu của bác anh chị không có thời gian sắc nhiều lần trong một ngày tại vì một lần sắc là mình uống một lần rồi, thì của bác anh chị có thể nhân đôi hoặc nhân 3 cái liều lượng lên. Có nghĩa là nếu như nhân 3 thì của bác anh chị lấy 90g cái dây tơ hồng vàng này, và cô bác anh chị đổ cho Hải là 9 chén nước và nấu sắc lại còn 3 chén, chia làm 3 lần uống trong ngày cho Hải. Bài thuốc này đã có một số người ở vùng cao đã sử dụng và
sau khi 7-8 năm gì á, không có con. Thì sau khi sử dụng thì hiện tại cái người đó đã có được 3-4 người con, 2-3 người con gì đó. Và không những người đó, rất là nhiều người khác cũng đã sử dụng và đã có kết quả rất là tuyệt vời. Như vậy thì nếu như hợp bài thuốc thì cô bác anh chị mình đã có một cái niềm vui hình như là lớn nhất trong cuộc sống của mình. Nếu như không sử dụng được, không sử dụng bài thuốc này thì cô bác anh chị không biết rằng cô bác anh chị có hợp hay không. Nếu muốn hợp, muốn biết hợp hay không, cô bác anh chị mình nên sử dụng rồi cô chắc anh chị mình mới biết. Và rất là nhiều người cho rằng cái dây tơ hồng vàng này có độc. Nhưng mình khẳng định với cô bác anh chị mình rằng dây tơ hồng vàng này không có độc. Đó. Và nếu như chưa đủ lòng tin thì cô bác anh chị mình có thể vào YouTube hoặc là vào Google. Cô bác anh chị gõ rằng dây trị hiếm muộn bằng dây tơ hồng vàng, thì cô bác anh chị mình sẽ nhận được rất nhiều cái thông tin bổ ích trên đó. Và như vậy nó có thể bồi bổ thêm cái lòng tin của cô bác anh chị mình thêm về bài thuốc này đó. Và hôm nay Hải đã chia sẻ xong cho các bác anh chị mình hai cái bài thuốc, đó là bài thuốc trị tiểu đường và cái bài thuốc trị hiếm muộn. Riêng cái bài thuốc trị hiếm muộn này nó giúp cơ thể chúng ta rất là mát và nó trị luôn cái bệnh mụn nhọt. Cơ thể chúng ta nóng uất thì mụn nhọt nó mới phát triển xuất hiện trên cơ thể chúng ta. Nếu cơ thể chúng ta nó mát mẻ ra, đồng thời nó tăng sinh lực, tăng đề kháng thì nó sẽ tiêu biến đi mụn nhọt rất là tốt. Rồi thì cũng hai bài thuốc cũng đã xong ha cô bác anh chị mình. Thì cuối video Hải luôn cảm ơn cô bác anh chị mình đã đồng hành ủng hộ và luôn quan tâm đến kênh, đồng thời có luôn những góp ý rất là tuyệt vời. Hải sẽ luôn luôn điều chỉnh lại cho nó hợp lý và cho nó rõ ràng và hợp lý hơn trong cái cách mà Hải chia sẻ bài thuốc. Thì cũng rất cảm ơn các bác anh chị. Thì nếu như có vấn đề gì, các bác anh chị cứ mạnh dạn comment ở dưới phần video. Mình sẽ luôn luôn trả lời cho tất cả những cái comment mà các bác anh chị đã comment cho Hải bằng những cái hiểu biết của mình. Nếu mình hiểu biết như thế nào thì mình sẽ trả lời một cách đơn giản, dễ hiểu và ngắn gọn nhất để các bác anh chị mình có thể nắm rõ. Và về phần cái fanpage, ở cái link cái fanpage của Hải thì Hải vẫn ít xài Facebook lắm. Chủ yếu Hải lập ra cái fanpage, cái Facebook ấy, để mà Hải đăng cái bài thuốc lên đó để cho cô bác anh chị mình xem, để không có thấy quảng cáo thôi. Thực chất ra Hải rất là ít xài Facebook, cho nên là những cái câu hỏi ở trên Facebook Hải rất là ít trả lời. Không phải là ít, nhưng lâu lâu Hải mới vào trả lời, cho nên nó gây chậm cho cô bác anh chị mình. Nếu cô bác anh chị mình muốn hỏi vấn đề gì thì cô bác anh chị mình cứ hỏi trực tiếp vào cái kênh YouTube của Hải. Hải sẽ trả lời cho cô bác anh chị mình tất cả những gì Hải có thể trả lời. Hãy cô bác anh chị mình. Rồi thì cảm ơn cô bác anh chị mình. Và cuối video thì Hải chúc cho cô bác anh chị mình luôn có một cái sức khỏe thật dồi dào và luôn thành công trong cuộc sống. Video Hải đến đây, Hải xin được kết thúc. Bye bye mọi người nha.